Phút thi trai cả thịt xỉn trong vai sự rá lơm. Davika Honey trong vai Kitika cân hạnh. Chặt rin tân quan kịch tỷ trang trong vai xả xả Nin. Karissa Brinkett trong vai Janarati Hổng. Bên Bắc Sĩ Rì Khun trong vai Prem Duda. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Mùa hè của Hồ Ly. Tôi đã cố giải quyết hiểu lầm với Dean rồi, nhưng mà Dean không chịu nghe tôi nói. Nó nghĩ là tôi phản bội nó, cố tình giấu nói chuyện cho cô ở nhờ, nên nó giận dỗi. Nếu cậu ấy giận vì chuyện này thì tôi chuyển đi có được không? Sao anh không chịu để Cân Hạnh dọn ra ngoài? Nếu chuyển ra thì Kitika phải sống ở đâu đi? Chuyện đó em có thể sắp xếp được. Nhưng mà nếu như bà biết, Dean nghĩ bà sẽ để yên cho Dean giải quyết chuyện này hay sao? Việc anh để Kitika sống chung là vì anh có lý do của riêng anh. Anh thích Cân Hạnh đúng không hả? Hiện giờ nhân viên ở công ty đang bàn tán việc anh xấy ra và cậu xả xả theo đuổi tán tỉnh Kitika. Vậy cô thấy Kitika quan tâm tới ai? Tôi cũng chưa chắc chắn được chuyện đó, nhưng trong cậu xả xả rất là hết mình. Còn anh xí ra, lúc đầu trông có vẻ không giỏi tán tỉnh phụ nữ, nhưng ai ngờ được giờ lại nghiêm túc, không giống như là đang tán tỉnh chơi chơi như là chủ tịch sắp xếp đâu. Đó là chuyện riêng tư trong gia đình, cô đừng có xen vào. Lo làm việc của cô cho tốt đi. Xin chào. Xin chào bà Prem Duda. Dean, đi với bà vào văn phòng nói chuyện. Con với Hổm thật sự không có gì hết. Bà tin con đi, tụi con chỉ là bạn. Bà biết, nhưng con muốn làm gì thì nhớ cẩn thận, vì người khác sẽ không nghĩ như vậy đâu. Về việc đó thì bà cứ yên tâm. Mọi người ở đây đều biết là người mà con thích là Cân Hạnh. Không chỉ có vậy, Hổm với Cân Hạnh là người nhà của nhau nữa. Con cũng không có ý định tán tỉnh luôn người thân của người mà con thích đâu bà. Nhưng mà có người cũng không quan tâm tới chuyện là bạn hay là người thân đâu. Bà đang nói tới ai vậy? Thì nói tới Cân Hạnh của con đó. Trong cái cách mà cô ta đối xử với Lâm không giống sếp và nhân viên. Đàn bà chiêu trò dựng chuyện cho anh em phải bất hòa. Cân Hạnh chưa từng dựng chuyện gì hết. Con không nhìn ra sao? Bây giờ nó đang bắt cá hai tay. Nó làm cho hai đứa trở mặt cãi nhau. Như vậy mà con còn yêu nó. Vậy nghĩa là Dean chấp nhận để mất luôn vì cô gái này sao? Hôm nay tôi cho gọi mọi người tới họp là vì tôi có chuyện muốn thông báo. Tôi sẽ để Cassini đại diện cho GU tham gia cuộc thi thiết kế ở New York. Nhưng mà tôi nghĩ người phù hợp để làm người đại diện chính là Kitika. Cô ấy là người có năng lực. Nhưng Cassini có kinh nghiệm trong việc thi đấu nhiều hơn.
Khi Tika chỉ mới thành nhà thiết kế, dù có từng trải qua bao nhiêu áp lực thì cũng chỉ là người mới thôi. Cô Kansini từng sao chép bản thiết kế. Bà có chắc là cô ấy đại diện cho Yu sang Mỹ thi đấu sẽ không sao chép nữa không? Cậu không cần lo, tôi sẽ không tự đào hố chôn mình thêm lần nữa đâu. Cậu Xả Xả, tôi nghĩ kinh nghiệm đi thi và tài năng là hai chuyện hoàn toàn khác. Và quan trọng hơn là công việc của Kitika cân hãnh luôn có thành tích tốt hơn của Kansini. Như vậy cũng đủ biết ai là người thích hợp, ai không hợp. Cô nghĩ sao hả, Kitika? Cô phù hợp làm người đại diện CU không? Tự tin là khả năng làm việc của tôi không hề thua kém gì Kansini, thưa chủ tịch. Vậy nếu như mà tôi quyết định cử cô đi thi, rồi lỡ như cô thua thì cô chịu trách nhiệm thế nào? Sẽ nghỉ việc ở đây sao? Tính như vậy đi, tôi sẽ chờ thêm một tuần nữa để xem kết quả thiết kế của cả hai, rồi mới đưa ra quyết định ai sẽ là người làm đại diện cho CU. Cô Khi à, cô không được chịu thua nha. Cô phải cố gắng lên. Nếu như cô Khi cần hay gặp khó khăn gì thì cứ việc nói với Pa. Pa sẵn sàng làm hết mình vì cô Khi luôn. Cảm ơn cô nha cô Pa. Không có gì đâu. Như cô giúp thì được chứ gì. Anh Shira mới phải, đó là người có thể giúp đỡ và bảo vệ được cô Kitika. Vì anh Shira là bạch mã hoàng tử mà. No nha, là cậu Xả Xả mới đúng. Đó mới chính là người có thể bảo vệ cho cô Khi. Bởi vì tương lai sau này cậu Xả Xả chắc chắn sẽ tiếp quản nơi này thay chủ tịch. Vì vậy cho nên cậu ấy được coi như là mặt trời lớn, rọi ánh sáng xuống soi sáng tương lai của cô Khi cho thật là sáng lạng, lung linh và lấp lánh. Nhưng mà anh Shira sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc cho cô Kitika. Mấy ngày hôm nay hả, anh ấy vẫn luôn cãi lời của chủ tịch để bảo vệ cô Kitika, tới mức không nghĩ gì tới tương lai của mình và không sợ bị chủ tịch giận hay ghét. Đó mới là nam chính. Không phải đâu, cô Khi à, cô phải tin lời của ba nha. Cô chọn cậu Xả Xả đi, vì cậu Xả Xả cũng sẵn sàng đứng ra để bảo vệ và chăm sóc cho cô Khi trước mọi sóng gió. Có thể là bây giờ cậu ấy đang bị chủ tịch loại khỏi danh sách người thừa kế rồi cũng nên đó. Chính vì vậy nên cô Khi hãy chọn cậu Xả Xả đi. Cậu ấy là mặt trời, là người soi rọi ánh sáng cho tương lai của cô sáng lung linh và lấp lánh. Đúng không? Đúng vậy. Có đúng không? Cô gió à, sao cô lại im lặng vậy? Rốt xin phép được chuyển phe nha. Cô Kikita, cô chọn anh Xí ra đi. Hoàn hảo nhất rồi, rất ủng hộ hết mình. Tôi sẽ không chọn anh Xí ra và cả Xả Xả. Tôi sẽ không chọn ai hết. Đừng có cổ vũ nữa. Vậy ha. Ôi, nè, sao vậy? Khó hiểu quá. Có điện thoại. Dạ mẹ. Làm trò gì vậy? Giờ này vẫn chưa đi làm việc nữa sao? Anh Xí Ra ơi, anh cầm. Cô Xả Xả, trẻ là nè. Xí Ra, cô Xả Xả.
Tớ lại là chiều nay Cần Hạnh đi đâu? Mỗi chỉ cho thời gian đúng 5 phút. Nếu tôi vẫn chưa biết được chiều nay khi Tika đi đâu, tôi sẽ đuổi việc mấy người ngay lập tức. Cô khi Tika đi đâu mẹ ơi? Tôi đi gặp mẹ của Kitika sao? Vậy bà ấy không thắc mắc sao tôi tự dưng tới gặp bà ấy hả? Ôi, thì cứ coi như là đi ra mắt để cho mẹ của ấy biết đi, rằng anh đang tán tỉnh con gái của bà ấy. Vậy được không? Dạ được chứ. À, điều quan trọng là anh Shira cần phải lấy lòng, phải làm cho mẹ của cô Kitika có ấn tượng và quý mến anh. Làm cho bà ấy tin là nếu bà ấy định gửi gắm con gái của mình cho ai đó thì người đó phải là người tốt nè, luôn ấm áp và có thể chăm sóc bảo vệ tốt cho con gái của bà ấy. Chuyện là bây giờ cả anh Ma Hải và Rosarin đang lên kế hoạch cho anh Xí Ra đi lấy lòng mẹ của cô Kitika đó. Nhìn thấy anh Xí Ra quyết tâm như vậy cũng đang rất lo ngại đó. Đúng vậy. Vậy bây giờ cậu xả xạ định làm gì tiếp theo đây? Được. Việc này thì phải kiếm người ngoài giúp. Ai vậy? Người giúp đỡ sao? Không phải mình đâu. Nè, Nini. Hôm nay sinh nhật của mẹ cô. Vậy cho tôi đi chung nha. Anh đi làm gì chứ? Thì tôi muốn đi để làm quen với mẹ cô và cũng làm quen với gia đình cô nữa. Hả? Anh định đi làm quen? Mà nè, có phải là bà chủ tịch ra lệnh cho anh không? Sao cô lại cứ thích suy nghĩ là tôi phải làm theo mệnh lệnh của chủ tịch vậy chứ? Sao cô không nghĩ rằng tôi có thể là đang làm theo con tim của mình? Xin chào nha anh Xí Ra. Xin chào cô Tha Tha. Tới tìm tôi có việc gì không vậy? Không có việc gì, chỉ có nỗi nhớ này thôi. Không có việc gì, chỉ có nỗi nhớ này. Tha Tha tới sao? Tôi thấy cô ta vào phòng của anh tôi. Làm sao vậy? Buồn vì cô ấy tìm anh cậu chứ không phải cậu hả? Không, tôi có buồn gì đâu. Tôi còn mừng nữa là đằng khác khi thấy con gái tới tìm anh. Anh tôi á, độc thân cũng lâu lắm rồi. Tôi thực sự rất mừng vì hôm nay anh ấy có người tới chăm sóc. Trời trời trời, nhìn mặt hai người kìa, ngại chứ gì. Ủa, hai người định đi đâu vậy? Tha Tha tới rủ anh Xí Ra cùng đi ăn bữa tối, nhưng anh Xí Ra không chịu đi, trông có vẻ như là không thích Tha Tha. Anh, sao anh lại làm vậy? Tha Tha là ngôi sao rất nổi tiếng đó nha. Nếu em mà là Tha Tha, chắc chắn là đau lòng lắm đó. Bớt bớt đi, anh không có ghét bỏ Tha Tha. Nếu như anh Xí Ra không ghét bỏ Tha Tha, vậy chúng ta đi ăn với nhau nha. Tôi xin phép đi trước nha. Khoan, hôm nay cô sẽ đi ăn cơm mừng sinh nhật mẹ đúng không? Sao cậu biết được vậy? Tôi biết hết mà. Vậy tôi đi chung được không? Vậy thì tốt quá. Đinh sẽ đi với cô Kikita, còn Tha Tha thì đi với anh Xí Ra.
được không? Nhà anh. Nhà, nhà, đi với nhà. Nhà, nhà. Ừ, nếu muốn làm gì thì cứ làm đi. Chúng ta đi ăn quán nào anh Shira? Cô Tha Tha cứ chọn đi. Vậy chúng ta ngồi thuyền dùng bữa với nhau nha. À, ở nhà hàng có vẻ sẽ tốt hơn. Vậy cũng được. Ôi chết rồi. Xin lỗi anh Shira nha, tại chúng tôi đang vội đi tìm ma hả, có gì gấp. Phiền anh Shira đi đợt sau nha. Cảm ơn anh nha. Thật sự xin lỗi anh. Tránh ra đi, mấy người tránh ra. Anh Shira. Anh Shira ơi, đây là quà biếu mẹ của cô Khi nè. Tôi đã chuẩn bị rồi. Cảm ơn nhà ma hả. Dạ dạ. Anh Shira mau lên đi, tôi ấn thang máy rồi. Đi nhanh lên. Cậu Xã Xã đã đi cùng với cô Khi Tika rồi. Chúc may mắn nha. Cảm ơn nhà ma hả. Dạ rồi. À, cố lên nha. Dạ, cầm cho. Dạ. Dạ, chúc mừng sinh nhật cô Parin. Chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp. Cảm ơn cậu nha. Dạ, bên này. Chào mọi người. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, cô Parin. Chúc cô có thật nhiều sức khỏe. Để tôi cầm cho. Cảm ơn cậu nha. Dạ, nè, dạ. Meta. Hôm nay cảm ơn cậu Xã Xạ và cậu Xí Ra rất nhiều vì đã cất công tới chúc sinh nhật tôi ha. Con xin lỗi cô vì hơi bất ngờ nên con chỉ mua được trái cây. Nếu cân hãnh cho con biết là sinh nhật của cô sớm hơn á thì con đã đi lựa quà vừa ý cô rồi. Ồ, cảm ơn cậu, không cần quà cáp đâu. Nếu hôm nay hai người không có bận gì thì ở lại dùng bữa cùng chúng tôi luôn nha. Dạ. Cậu Xí Ra và cậu Xã Xã cất công tới dự tiệc sinh nhật của tôi, làm tôi thấy ngại quá. Tôi nghĩ hai cậu tới phòng khách ngồi thì sẽ tốt hơn đó. Còn chuyện ở trong bếp thì cứ để tôi và Cân Hãnh làm được rồi. Dạ, cứ để con giúp. Chuyện làm phụ bếp nấu ăn này á con giỏi lắm. Với lại lúc trước khi con ở nước ngoài, con thường xuyên giúp đỡ Cân Hãnh lắm. Đừng nói là giúp, nói làm nổ phòng bếp thì đúng hơn. Dĩa bể cũng phải 10 cái. Rau này tôi đem rửa nha. Ê, cô để đó tôi rửa giúp cho. Không được đâu, coi chừng phát bệnh đó. Không sao đâu, tôi bình thường mà. Cô có bao tay không? Bao tay. Ngồi xuống cùng dùng bữa luôn đi hổm. Đây là nhà tôi, tôi sẽ ăn hay nè, là... Nè hổm, đủ rồi đó. Ngồi xuống ăn cùng đi. Dạ. Cảm thấy thế nào hả, cậu Xí Ra, cậu Xã Xã? Thức ăn có vừa miệng hay không vậy? Mùi thơm như vậy, nghe là biết. Chắc chắn phải ngon lắm. Xin mời nhân vật chính hôm nay khai tiệc. Cảm ơn cậu nha. Còn những món mực chiên trứng muối mà cô làm ngon thiệt. Con mà được ăn ngon vậy mỗi ngày á thì tốt quá. Nói như kiểu ngày nào cũng muốn tới nhà tôi ăn ké vậy. Vậy có được không cô? Điên. Biết ngại một chút đi, đây không phải là nhà mình đâu. Đúng đó, cậu cũng không cần tới đây làm loạn đâu. Nếu cô sợ tôi làm loạn thì tới trong chừng tôi đi. Nghe nói là dạo này cô thường không về nhà đúng không? Nếu tôi tới đây thường xuyên thì cô cũng sẽ thường xuyên về nhà mà. Nếu cậu Xã Xã chở Cân Hãnh về nhà để thăm tôi mỗi ngày á thì tôi sẵn sàng nấu cho cậu ăn mỗi ngày. Cô không cần lo đâu. Nếu con tới ăn ké thì lần nào con cũng sẽ kéo Cân Hãnh theo. Ừ.
Nếu Chiyu có được thế hệ quản lý mới đầy tài năng như cậu Xã Xã và cậu Xí Ra đây, thì tôi tin chắc rằng công ty sẽ thành công mở rộng và phát triển thị trường khu vực châu Á. Tôi cũng hy vọng là được như vậy. Mong là KKPP của chúng tôi cũng sẽ có một phần trong sự thành công này của các anh. Giờ bàn công việc là vì sợ rằng dự án mới không bán được sao? Tại sao phải sợ chứ? Tôi tin tưởng tác phẩm của mình. Và quan trọng là có những người quản lý giống như anh Xí Ra đây thì tôi càng thoải mái hơn. Bởi vì nếu để người khác quản lý thì chắc tôi không dám đem công ty của tôi ra để mạo hiểm. Nếu cô muốn chửi tôi thì không cần đá xéo, nói thẳng ra luôn cũng được. Nói thẳng ra thì anh chịu nổi sao? Hổm, sao con cứ kiếm chuyện với cậu Xã Xã vậy chứ? Hổm mà thèm kiếm chuyện sao? Ba cũng thấy. Chú Ba Phớp à, mỗi khi gặp con là Hổm đều kiếm cớ gây sự thôi, lúc nào cũng thích chửi, thích nổi giận rồi làm mặt cáu kỉnh với con, không dễ thương gì hết. Tôi là người bắt đầu sao? Đúng vậy con gì? Hổm đúng không? Hổm không dễ thương đúng không? Đúng, tôi không dễ thương đó. Dễ thương của anh thì phải như cơn hãnh đúng không? Chú Bao Phớp à, con xin lỗi nha. Con chỉ định trêu chọc Hổm chút thôi, không nghĩ là Hổm sẽ giận tới vậy luôn. Không sao đâu, đừng để ý mà. Hổm là một đứa rất dễ tủi thân, dễ giận nhưng cũng dễ quên lắm. Gửi tin nhắn cho Kitika mà cô ấy lơ sao? Cũng phải cho cô ấy thời gian riêng tư với mẹ của mình chứ. Em gửi cho Hổm không phải cân hãnh. Em gửi tin nhắn xin lỗi vì chuyện trêu chọc cô ấy hôm nay. Nhưng mà mỗi khi Điên cãi nhau với cô Hổm cũng chưa từng dỗ dành, tại sao đột nhiên đi dỗ cô ấy vậy? Thì nếu em là người yêu của Cân Hãnh thì Hổm cũng là gia đình, hòa bình với nhau không phải hơn sao? Nếu như khi Tika không chọn Điên thì Điên tính làm sao? Anh nói như vậy là vì anh tin chắc Cân Hạnh sẽ chọn anh hả? Ý anh là nếu khi Tika quyết định không chọn hai chúng ta kìa. Nói vậy là anh quyết định từ bỏ rồi sao? Nếu Cân Hạnh chọn em thì anh sẽ làm sao đây? Nói em nghe đi. Anh phải dứt khoát thôi. Không phải chúng ta đã đồng ý rồi sao? Sẽ để Kitika tự lựa chọn người yêu. Nếu Kitika chọn Din thì anh sẽ dứt khoát. Vậy thì anh có ổn không? Khi thấy em và cổ tay trong tay sống hạnh phúc. Vậy còn Din? Din có ổn không? Không biết. Ê, em xin anh đó, anh đừng rời bỏ em nha. Cả đời em chỉ có anh là anh trai thôi à. Anh nghĩ là em ích kỷ cũng được, nhưng em xin anh, hãy ở bên em và đừng có rời bỏ em. Không cần nắm tay cũng được mà. Anh lại dễ thương. Điên. Tại sao Ziyu lại quỷ hợp tác với chúng ta chứ? Họ lấy lý do lần trước chúng ta may đồ nội y bị lỗi, khiến cho Ziyu bị thiệt hại, nên bọn họ không tin tưởng rằng chúng ta có thể làm ra sản phẩm chất lượng cho họ. Nhưng vậy lần trước không phải là do sai lầm của công ty chúng ta, là đội ngũ của họ sai mà. Họ gửi tới mẫu áo ngực không đủ tiêu chuẩn, chúng ta chỉ làm theo mà thôi. Anh Paul à, ra lệnh tạm dừng xin đầu tư trước đi. Tôi sẽ đi nói chuyện với bà Brem Yuda tại sao lại lấy chuyện này phán xét chúng ta. Kashini, ừ.
gọi tới là muốn gì hả? Gọi tới để an ủi thôi mà. Nghe nói là bị tước quyền đầu tư với GU rồi. Bởi vì sai sót của cô mà công ty của tôi gặp phải xui xẻo đó. Tôi cho cô biết, không liên quan tới tôi. Điều mà cô biết cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Mà lý do khiến bà Premjuda ra lệnh tước quyền là bởi vì Khitika. Khitika? Bà Premjuda cảnh cáo Khitika rằng không được làm phiền cháu bà ấy, nhưng Khitika không chịu nghe. Lúc đầu cô ta dụ một người, nhưng bây giờ nghe nói là cô ta bắt cá hai tay, đưa tới nhà luôn rồi. Bà Premjuda tức giận nên mới làm gì đó để cảnh cáo. Alo. Cân hẳn, giữa cậu Xí Ra và cậu Xả Xạ con thích ai vậy? Thích cái gì hả mẹ? Nè, sao mẹ lại không nhìn ra được là hai người đó có ý với con chứ? Cậu Xả Xạ từng tới tận nhà nói trực tiếp với mẹ là cậu ấy thích con. Còn cậu Xí Ra dù chưa từng nói gì với mẹ, nhưng mà hôm nay mẹ nhìn từ hành động, xử sự, sự quan tâm, sự lo lắng nữa, thì mẹ khẳng định chắc chắn rằng cậu ấy có tình ý với con. Ôi, nè cô. Có sao không? Nóng quá. Đưa tay đây xem thử. Không có sao đâu, chỉ chút xíu à. Thật. Khitika. Khitika. Hả? Cô có sao không? Thấy cô cứ ngồi đây thẫn thờ, gọi tên cô cũng không nghe. Tại tôi có một chút chuyện căng thẳng cần phải suy nghĩ. Chuyện căng thẳng gì? Chuyện chong chóng đó. Vì dạo này không có gió nên chong chóng không quay nữa, chỉ đứng im. Đó, anh thấy không? Cô căng thẳng vì chong chóng không quay à? Đúng vậy. Chong chóng chính là biểu tượng của sự may mắn mà. Nếu nó quay thì nó sẽ thổi những điều tốt đẹp tới. Công ty của anh có cây chong chóng như vậy thì anh nên để ý và làm cho nó quay liên tục. Công ty sẽ gặp nhiều may mắn. Cô cũng tin mấy chuyện này sao? Mẹ tôi nói đó. Mẹ tôi đặt tên cho tôi là Cân Hạnh là vì muốn cuộc đời của tôi sẽ như chong chóng, sẽ gặp được những chuyện tốt đẹp, may mắn. Nhưng mà cuộc đời tôi lại xui xẻo, là chong chóng không có gió, không có quay, nên không có gặp được chuyện gì tốt lành hết. Nếu cô muốn chong chóng quay liên tục và thổi những điều may mắn đến với mình, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ giúp được. Giúp thế nào hả? Thì tôi sẽ là gió để thổi Cân Hạnh đi gặp những điều may mắn. Được không? Make a pie, quantity, a day, rope,
Sao mà cứ thích gần gũi, cứ thích làm cho tôi phải suy nghĩ chứ. Kể từ giờ tôi sẽ là gió để thổi cơn hãnh đi gặp những điều may mắn. Anh biết chuyện mà quyết định không hợp tác với KKPP chưa? Sao chủ tịch lại làm vậy? Rõ ràng các giám đốc điều hành vừa mới họp với nhau lúc sáng sẽ hợp tác đầu tư với KKPP không phải sao? Đúng là vậy, em cũng không hiểu chuyện gì nữa. Cần Hạnh. Ê, chạy nào đó đi. Tôi nói rồi đúng không? Nếu dự án thất bại, cô sẽ chết với tôi. Cô bị điên rồi hả Hổm? Sao tự nhiên đánh Cần Hạnh vậy? Hổm à, về việc mà KKBB đột nhiên bị phía Chi Du tước quyền không có liên quan gì tới tôi hết đó. Lúc trước cô tán em trai, còn bây giờ thì tán luôn cả hai. Cô đúng là mặt dày, tham lam tới mức không quan tâm cuộc sống và công ty của tôi ra sao. Đủ rồi đó Hổm, qua đây mau. Buông ra, tôi bảo buông ra. Buông ra, buông ra. Cần Hạnh, buông. Lên xe ngay đi. Tôi kêu lên xe mau. Không lên. Ui, đau đó. Nè, bình tĩnh nghe người khác nói được không vậy? Anh muốn tôi nghe anh giải thích giúp Cân Hạnh sao? Muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn cô nghe tôi là vì tôi lo lắng cho cô. Vậy là lo lắng à? Rõ ràng là đang mắng thì có. Cũng bởi vì cô như vậy đó. Chuyện tước quyền thì tôi cũng đủ biết là do bà tôi làm mà. Nhưng mà tôi xin cô giữ bình tĩnh được không vậy? Bình tĩnh nghe tôi nói đi. Nghe sao? Nghe cái gì? Anh mới là người nên nghe tôi. Có muốn làm thử, nếu con mà ba không quan tâm không? Anh có biết dự án này quan trọng với tôi tới mức nào không? Nếu làm được thì tôi có thể chứng minh cho bà thấy rằng tôi cũng quản lý được công ty của ông ấy. Nhưng không làm được, anh biết sẽ có chuyện gì hay không? Tôi sẽ không còn lại gì. Anh có nghe không ạ? Có ai chịu nghe tôi không? Tôi không có biết gì hết.
tại sao cô không chịu nghe tôi nói? Nếu như không chịu nghe nhau thì tôi sống trong này luôn. Tôi vẫn chưa liên lạc được với Cân Hãnh. Nành Hắn, nói chuyện sao nha? Cô làm gì vậy? Tôi đang nướng kẹo dẻo ăn không, nhưng chờ chút đã, nó vẫn chưa nóng. Lửa giả sao? Là lửa thật. Ôi. Tôi nghĩ cô nên ra khỏi đây nói chuyện đàng hoàng đi. Nào. Không. Tôi không muốn nói, tôi không muốn gặp ai. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây. Tất cả là do tôi mà mọi người gặp rắc rối. Lẽ ra tôi không nên về đây. Không đúng như vậy đâu. Cuộc đời của họ đã hỏng bét cũng gì. Tôi, công ty của chú gặp vấn đề cũng là bởi vì tôi, là tôi. Điền phải cãi nhau với chủ tịch cũng bởi vì tôi. Và anh có thể sẽ bị chủ tịch ghét vì tôi. Chuyện ba mẹ tôi chia tay nhau cũng có thể là do tôi cũng nên. Không có ai cần tôi hết. Nè cô, cô đừng nghĩ về mấy chuyện tồi tệ nữa. Nó không giúp ích được gì cho cô đâu. Thì bởi vì toàn chuyện tồi tệ, chứ không có chuyện nào tốt lành hết, anh hiểu không? Nếu cô không có chuyện gì tốt, vậy nghĩ về chuyện của hai chúng ta được không? Trước đây tôi cũng bị bỏ rơi, phải sống ở cô nhi viện. Lúc đó tôi cũng nghĩ không có ai cần tôi hết, và bản thân tôi cũng không cần ai hết. Cho tới khi tôi gặp được cô đó, và điều đó khiến cho tôi thay đổi suy nghĩ. Cuộc đời này tôi muốn ở bên cạnh cô. Anh muốn tôi ở bên cạnh sao? Phải. Cô thì sao? Có muốn ở bên cạnh tôi hay không? Trước đây điều mà tôi sợ nhất đó chính là những thứ dơ bẩn. Nhưng mà bây giờ điều làm cho tôi cảm thấy sợ nhất chính là cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trông cô có vẻ như rất lo cho Đinh ha. Vậy anh không lo hay sao? Em trai của anh biến mất cả đêm rồi. Lo sao? Lo với tư cách gì? Người yêu hay bạn? Cho dù là với tư cách gì thì cũng là lo lắng. Cân Hạnh, tôi hỏi câu thiệt lòng nha, cô có từng yêu tôi không? Yêu. Chuyện hợp đồng của công ty KKPP, tôi nghĩ Đinh không làm sai đâu chủ tịch à. Sai vì liên quan Kitika. Lại nữa sao? Chừng nào bà mới sáng mắt ra được vậy? Chừng nào bà mới ngừng nghĩ xấu về Cân Hạnh? Time.